Anh rất yêu những đường nét vốn sẵn có trên gương mặt của mình do cha mẹ sinh tặng. Tuy nhiên, theo thời gian 5 tháng, thì những đường nét trên gương mặt của mình cũng bị tác động, đặc biệt là làn da, bởi những cái yếu tố của bên ngoài. Và anh thì là một người của công chúng, cho nên luôn luôn ao ước rằng là mình có được cái vẻ đẹp như là trước đây của tuổi đôi mươi. Chính vì vậy mà anh đã tìm đến công nghệ Therapy của BB Beauty, BB Thanh Mai. Nếu như trước đây với công nghệ của thơm mát của BB Beauty, BB Thanh Mai giúp cho Ngọc Anh có thể có được một làn da sáng láng và căng mịn, thì với sự kết hợp gần đây của công nghệ đỉnh cao Therapy đã giúp cho làn da của Ngọc Anh được trẻ hóa từ lớp cơ cho đến bề mặt da. Và điều này thì Ngọc Anh vô cùng cảm ơn BB Beauty, BB Thanh Mai đã mang những công nghệ đỉnh cao đến để giúp cho những người phụ nữ như ở lứa tuổi của Ngọc Anh có được một làn da đẹp và những đường nét trên gương mặt thật là đẹp, và đặc biệt là biến những ước mơ của những người phụ nữ từ. Nếu như thêm mát được cả thế giới biết đến như công nghệ trẻ hóa làm mướt và đẹp da hàng đầu hiện nay, thì Ultherapy đang được ngưỡng mộ bằng khả năng nâng cơ, xóa nhăn, căng da không phẫu thuật cực kỳ hiệu quả. Được áp dụng đầu tiên tại Mỹ năm 2010, Ultherapy nhanh chóng làm chấn động thế giới với khả năng nâng cơ trẻ hóa da đến trung tuổi. Lý do khiến công nghệ này được gây tiếng vang ngoài sức tưởng tượng là do ứng dụng thành công sóng siêu âm vi điểm, loại sóng được sử dụng trong y học từ hơn 50 năm nay, điều mà các công nghệ trẻ hóa da trước đây chưa thực hiện được. Đến năm 2013, Ultherapy lại có thêm cải tiến vượt bậc với khả năng tác động nhiệt đến 5 tầng của da, tạo nên sự săn chắc tuyệt vời và lâu dài cho các vùng cơ và da. Sóng siêu âm giúp trị liệu Ultherapy 2013 đạt đến độ chính xác tối đa do về hiển thị cấu trúc da và hiển thị đường đi của năng lượng tác động. Cùng với đó là những tác nhân về nhiệt độ về khả năng đạt đến độ sâu lý tưởng trên da. Công nghệ này giúp loại bỏ các sợi collagen giả cỗi và kích thích cơ chế tái sinh collagen tự nhiên của cơ thể. Điều đó, các nếp nhăn được xóa mờ, gương mặt được nâng cao, da căng mịn săn chắc, đường nét gương mặt trở nên sắc nét, tình trạng sụp mí ở chân mày được khắc phục ngay sau khi điều trị. Sự cải thiện rõ nét bắt đầu sau khoảng 1 tháng và tiếp tục phát tác dụng trẻ hóa từ bên trong đến 6 tháng và duy trì hiệu quả đến 2 năm hoặc hơn sau khi điều trị. Dù không có bất kỳ yếu tố phẫu thuật nào, nhưng hiệu quả căng da, nâng cơ mặt của Ultherapy được các nhà phát minh chứng minh tương đương với phương pháp phẫu thuật chuẩn mực và đã được FDA công nhận. Các công dụng nổi bật của Ultherapy có thể kể đến như căng da rõ rệt, làn da đang bị chùi nhão sẽ dần dần được tái sinh để căng mịn và săn chắc, nâng cơ cơ mặt bị chảy xệ, được sức nóng từ nhiệt độ 60 đến 70 độ C làm co lại, nâng cơ mặt cao và thon gọn không còn nọng dưới cằm, trẻ hóa da thần sâu, các collagen tự nhiên trong da được tái sinh mạnh mẽ, giúp làn da dần trở nên tươi sáng, tươi mới và mịn màng. Phương pháp này bạn có thể cho trẻ hơn 10 tuổi so với tuổi thực. Xóa nhăn vô cùng hiệu quả, khi lên trên trán, khóe miệng, tại mũi, má, hơi vết chân trên như khóe mắt được xóa mờ rất rõ rệt, làm sắc nét đường nét của khuôn mặt. Nhờ hiệu quả tăng da và nâng cơ nên đường nét khuôn mặt sẽ rõ ràng, sắc nét hơn, tạo nên những điểm nhấn thu hút cho khuôn mặt. Công nghệ Ultherapy phát huy hiệu quả tối đa nếu ưu điểm là khó công nghệ nào có được. Sử dụng thiết bị màn hình monitor đi kèm, màn hình này sẽ hiển thị cấu trúc da và đường đi của năng lượng siêu âm trong quá trình điều trị. Nhờ đó, bác sĩ hoàn toàn có thể kiểm soát được chính xác vị trí của năng lượng siêu âm. Theo đó, bác sĩ sẽ dễ dàng điều chỉnh đầu dò để năng lượng siêu âm đến đúng vị trí mà nó cần tác động. Cuối cùng, bác sĩ mới thực hiện các thao tác quyết định. Với những màn hình siêu âm thông thường chỉ có thể hiển thị hình ảnh siêu âm, nhưng Ultherapy lại khác, công nghệ này vừa hiển thị hình ảnh siêu âm, tức là cấu trúc da của khách hàng, vừa trợ giúp quá trình điều trị của bác sĩ, hiển thị các đường năng lượng siêu âm để bác sĩ di chuyển thiết bị chính xác. Do tác động chính xác vào mục tiêu nên nhiệt độ từ năng lượng siêu âm sẽ không ảnh hưởng đến các vùng da xung quanh, đó chính là khả năng không xâm lấn, vì vậy cực kỳ an toàn cho người sử dụng. Với tác dụng nâng cơ, trẻ hóa, xóa nhăn đỉnh cao, Ultherapy sẽ là phương tiện số 1 giúp bạn quên được thời gian một cách thần kỳ. Tuyệt vời hơn nữa, nếu được kết hợp với thơm mát, bộ đôi này sẽ mang lại hiệu quả trẻ hóa hoàn hảo mà không một phương pháp nào hiện nay có thể vượt qua.